told your friend you're not okay. Đây và ở đây mình có hai cái đồng hồ này. Thì đây một cái đồng hồ màu đen, đây là đồng hồ để báo dung lượng ắc quy này, tốc độ này, báo hiệu đèn pha, đèn còi, xi nhan là nó sẽ báo ở đồng hồ này nhé. Chiếc đồng hồ này thì báo cho mọi hệ ắc quy từ 36, 48 rồi 72V. À đâu, cái này nó chỉ báo là cho hệ ắc quy 48 này, 60 và 72V thôi. 3 hệ. Còn đây là bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT này. Bộ điều khiển sạc POT nhé. Nó sẽ nâng áp từ 13 đến 4 điện áp đầu vào này là 13V đến 45V DC từ tấm pin năng lượng mặt trời này. Và đưa ra 29 đến 85V. Tức là nó sẽ đưa ra hệ ắc quy 24 này, 36 này, 48, 60, 72V. Đấy, bây giờ mình sẽ gắn hai đồng hồ lên nhé. Đây nhá, thì ở phía sau là có cái chân đế này, mình sẽ bắt hai con ốc và vít nó vào cái xe này. Còn cái này thì mình sẽ cắt hai cái chân đế này để bắn con ốc để dựng như này, mình sẽ đặt nó ở đây. Bắn hai xuống dưới mặt sàn, xong đó gắn tấm này lên. Đây nhá, và đây sau khi mình đã đấu xong cái hệ thống điện này thì cái bộ này mình đã đấu với bộ ắc quy chưa bật automat này. Đấy, thì cái dưới này 60,4V nó đang là điện áp của tấm pin nhá, điện áp hở mạch của tấm pin. Bây giờ mình sẽ bật automat của hệ thống ắc quy lên này. Đấy, mình vừa bật automat của ắc quy này và kết nối với tấm pin năng lượng mặt trời này. Và mình bật ổ khóa này. Đấy. Thì như ở phía dưới này, điện áp 48,1V thì đang là điện áp của ắc quy này. 48,1V này. Ở dòng phía trên là 3,4A. Tức là dòng sạc từ tấm pin vào ắc quy đang là 3,44A. Còn đây là đồng hồ hiển thị dung lượng ắc quy này, quãng đường đi được này, và đây là tốc độ này của xe. Còn hệ thống báo xi nhan và đèn pha thì do chiếc xe chưa có cho nên mình chưa đấu được này. Đấy, hiện tại dòng sạc từ tấm pin năng lượng mặt trời cho hệ thống ắc quy trên xe đang là 3,37A. Điện áp ắc quy đang lên 48,2V. Đấy, nhà mình sẽ quay tổng thể chiếc xe này. Đấy. Đấy, đây là hệ thống bình ắc quy phía sau này, cộng với cả IC này. Đây nhá. Đây là dây dẫn từ tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, mình dẫn xuống, dẫn qua đây, dẫn lên đây, qua bộ sạc kia. Rồi từ bộ sạc kia sẽ đi vào bình ắc quy. Đấy, lắng đang rất nhỏ thôi, nhưng mà dòng sạc của nó đã lên 3,5A. Đấy nhá. Trời. Bây giờ mới đang là 10 giờ sáng. Lắng không nhiều lắm. Đấy, mình chỉ hứng được một ít lắng ở giữa sân này thôi, mà dòng sạc của nó đang là 3,23A, điện áp 48,3V. Đấy, như vậy là cái bộ sạc năng lượng mặt trời này đã hoạt động này, đã sạc cho bộ pin rồi. Đấy nha, điện áp của ắc quy đang là 450V này, dòng sạc đang là 5,2A. Dòng sạc rất lớn luôn, 5,21A.